Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì em sẽ chở em sẽ chở Henry đi chơi tiếp nha cả nhà ơi. Vì mùa hè á cho nên mẹ con sẽ tranh thủ đi chơi. Chứ mốt cái thấy Henry nhập học rồi rất là khó đi chơi lắm. Đó. Ghê chưa? Quậy lên con, quậy lên, quậy ai lên. Wow, ngon, bữa nay nó pha ngon ạ. Tụi mấy tụi này cũng hên xui lắm nha. Có ngày nó pha ngon, có ngày pha dở. Tùy nhân viên hay sao? Dạ. Mấy bạn làm gì á? Muốn hả? Quá đã. À dạ. Rồi ok, let's go. Đi đổ xăng cái đã. Đổ xăng xong lát ghé Costco hỏi mua cái cục pin đó mọi người. Em đang quay cái máy là Sony. Thì cái máy Sony của em xài chắc cũng được từ lúc ông xã em ông lấy em tới giờ là 10 năm rồi mọi người. Cái máy này ổng mua hồi lúc đó là 1000 mấy. Nó gồm có cái ống kính dài nữa. Cái máy này để em quay phim á. Nhưng mà bây giờ á, mình xài cũng lâu rồi. Cái cục pin nó bị chai, mọi người nó phù á. Nó phù cục pin ra. Bây giờ em sẽ đi đổ xăng xong em quẹo qua Costco em hỏi thử coi nó có bán cái cục pin hay không. Nếu như có thì mình sẽ order cái cục pin đó để mà sử dụng cái máy này. Tại vì nhiều khi em đang quay vậy đó, nó tụt pin một cái đợt luôn người, kiểu là pin phì phù á, nó không có giữ pin được lâu. Cái có khi mình quay không được. Bây giờ mua hai cục xe cua, một cục xài với một cục sạc. Chứ bữa trước là cái chui ghim của nó cũng bị hư luôn, bị lỏng á, em ghim vô máy không được, em phải rút cái cục pin nó ra và em mua thêm một cái đồ mà sạc riêng á, em gắm vô em sạc thì mới xài được, chứ còn không là không xài được luôn mọi người. Trời ơi, ăn cái gì vậy con? Anh Thiệu ăn cái gì đó? Trời ơi, ngon quá vậy ta, con dở cái nắp kìa. Dở nắp kìa. Ba ga lông. Gần 4 ga lông, cái xe của em đổ full bình luôn là gần 4 ga lông. Xe này cũng ít. Cái bình xăng nó nhỏ, nó cũng ít hao xăng. Xe dạng là phun xăng điện tử mọi người. Cho nên chạy nó ít hao xăng lắm, ok lắm. Rồi, thôi, go nha. Go. Here we go. Here we go baby. À cà. Ủa bé dậy đâu chưa? Bé dậy đâu chưa bé ơi? Rồi đi xuống nè. Ôi, đứa la. Ngày hôm nay sẽ chở Henry đi chắc chi chơi nha cả nhà ơi. Đó, ok, vô. Ây da. Ây da, nặng quá vậy nè. Đi bên đây Henry ơi. Đi bên đây nè. Cửa này nè, đúng rồi cửa này nè Henry ơi. Nè, lại mở cửa đi con. Rồi, mở cửa ra. Ừ, cửa này mới đúng nè, mở cửa ra. Mạnh lắm. Good boy. Ok, rồi. Vô. Rồi mở cửa, mở tiếp. Nặng quá. Nặng quá hả? Vậy mẹ mở, con đẩy em nha. Rồi đẩy em vô.
Rồi đi vô. Đi vô, đi vô. Đưa tay ra. Đưa tay cho chú In luôn. Rồi. Baby. Ok. Go. Đứng đằng kia kìa. Ôi lâu mới chơi. Chưa. Một cái nữa. Để mua thêm kích tích kịch cho anh hai. Để mua poi đi, 39 đồng. Nãy mua 30 mấy đồng mà tại sao không chơi gì được nữa. Bấm lên nè. Ồ, ồ quá trời rồi. Đó, đó. Thấy chưa? Thấy bé dữ dằn cho. Ừ, trời ơi, bé ơi, bé đập mặt bé ơi. Bé đập mặt bé ơi. Bé ơi bé à. Tuột té bây giờ. Ôi, dữ ngư. Dẫn ngư, bà già, dẫn ngư. Về ông già tôi cạo đầu khô bà luôn đó bà già ơi. Ê. Ồ, quá trời luôn. Đó. Ghê chưa? Ôi ôi, trà nó lết. Ôi ơi, em cũng chơi nữa hả? Trời ơi. Em dễ thương quá vậy. Mạo vậy hả? Trời ơi.
gì đâu mà đẹp gái quá vậy nào không biết nữa. Ôi bé ơi, bé ơi, bé ơi, bé làm gì đó? Ủa bé làm thủy thủ hả? Ủa quá trời luôn. Trâu ô, trâu ô, quả trời bấm à. Trâu ô. Cưng chưa? Quá trời rồi, thương quá này. Ui, nguyên bản điều khiển ở đây luôn nè, trâu ô. Nữ phi công. Nữ phi công, trâu ô, quả trời. Hi 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 hi. Trời ơi, dễ thương chưa? Ngồi xuống. Thầy ơi, thời trang quá trời luôn. Anh hai là đang bấm ăn kia kìa. Vô cái nhà banh. Để đi. Để đi, em bé ngồi đây. Đây em bé không ra ngoài đó nha. Em bé ra ngoài đó mấy anh mấy chị nhảy là con văng á. Chơi đồ rồi thua rồi hả? Hai đã chơi chút xíu mà hai mệt rồi. Nè. Để chơi nữa. Gì? Rồi dục rồi ha. Ha, không chơi nó dục ha. Bậy rồi ha. Nè. Đi chơi phải không? Đó. Đi đâu? Muốn chơi hả? Nè nè nè, uống nước nè. Uống nước đi rồi chơi. Ôi trời ơi, đứng là ăn à. Quá trời. Dở dò lên đó kìa. Ghê chưa? Đi hồi nãy đi mang vớ nè, để cho nó bò. Tới hồi mang vớ cái rồi sợ. Sợ chỉ trượt té đó mới mang rồi vậy nè nè. Đó bây giờ đứng ngon lành không? Cô chú thấy không? Đứng ngon lành luôn. Đó. Lắm gì? Đâu? Ở này lát là đổi ticket. Bỏ túi đi, lát đổi ticket. Bỏ túi đi. Gì đó? Nè, bắt nó không? Khỏe. Anh bắn đầu tay qua chân vậy hả? We and the butter round and round, round and round, round and round. And the butter. We and the butter round and round, round and round, round and round.
Hello. Lần đầu tiên đi ở trong này bỏ lên cái xe là chịu ngồi nha. Còn hả mấy bữa đi hả cứ la làng hoài, hôm nay chịu ngồi à. Chỗ này hả? Ok, để mình thách cho. Rồi. Sao? Lấy đi nè. Đi với anh hai nè, lại đây. Bắn cá không? Bắn cá đi. Nè bắn cá đi. Vui vẻ dữ ta, hôm nay vui vẻ dữ ta, hôm nay vui vẻ quá vậy gái ơi. Ừ, cưng quá vậy ơi. À bảo bảo vậy ra trời ơi vui vẻ quá. Mê kìa. Rồi đâu vậy, hết rồi, hết tham rồi, quanh mô tham. Mẹ đâu có cầm, con cầm hả? Giờ bên này đó đó ngồi cái thế về nha mọi người. Đây nè, họ sẽ có những cái đồ chơi như thế này nè để cho mình đổi nè. Đợi mấy chút để bạn chờ người ta lại để mình đổi chương trình về chơi phim gì. Ok, đợi để chú kiểm tra chương trình để mình đổi. Tích kịch những cái đồ chơi này nè, mình chơi nhiều thì mới được cái tích kịch đó, còn thường thì sẽ mấy trăm mà đổi được cái này. Mang từ từ chút. Rồi nè, ôm khăn rồi nè, nó lôi cái khăn xuống rồi mọi người. Đưa cái tay ra cho cô scan. Baby, stick it. Thank you. Ok. Good. Sau nha. Thì mẹ con xin phép kết thúc video tại đây nha. Hẹn mọi người vào những video sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye cô chú. Bye cô chú đi con. Anh đi đâu? Anh đi à? Bye cô chú chưa? Mệt rồi phải không? Con bye cô chú đi rồi về nè. Bye chưa?